Thì các bạn đã bao giờ gặp phải các trường hợp như phụ kiện chúng ta khi đặt vào hệ thống đường ống nó bị ngược so với thực tế? Thì như ở đây mình sẽ có một cái family là family ghép vai, mình sẽ đặt vào hệ thống đường ống của mình. Và sau khi đặt xong thì ạ, không thấy là gì ạ, chúng ta sẽ có được rằng cái vết pha chúng ta đang bị quay ngược xuống, và chúng ta phải mất công thì ạ, chúng ta kích vào cái mũi tên 4 chiều này, nó phải xoay cái family ra. Nhưng mà sau đó chúng ta tiếp tục đặt các family khác, thì tất cả các family đó đều sẽ bị ngược xuống như này, và chúng ta đều mất công là gì ạ, chúng ta kích vào biểu tượng xoay tròn để xoay lên. Và vô hình chung nó làm cho chúng ta mất rất nhiều thời gian trong việc chúng ta phải chỉnh sửa mô hình. Để làm thế nào để chúng ta giải quyết được những vấn đề đó, chúng ta hãy cùng xem video nhé. Và để giải quyết vấn đề này thì ở đây mình sẽ kích vào trong family. Thì như ở đây mình đã vào giao diện của family là family get file, và cái lỗi xảy ra ở đây nó gây ra bởi một cái đối tượng, đó chính là cái đối tượng liên kết giữa phụ kiện và đường ống, nó chính là connector. Vậy là để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ kích vào connector. Và trong connector chúng ta thì nó sẽ có ba trục tọa độ, đó là x, y và z trong không gian như thế này. Và đầu tiên ở đây thì nó sẽ có một cái trục, đó là trục z. Thì trục z này nó có cái trách nhiệm là nó sẽ chỉ ra cái hướng kết nối của cái đường ống vào trong phụ kiện. Như đây thì cái mũi tên chúng ta đang chỉ về phía sau, và nó nghĩa là gì ạ? Cái đường ống chúng ta kết nối vào trong phụ kiện nó sẽ đi từ phía sau này vào. Và các bạn có thể kích vào cái mũi tên hai chiều ở đây để có thể đảo được cái vị trí kết nối. Và để viết chi tiết hơn về connector thì các bạn có thể xem video là Family Connector cơ bản và nâng cao mình đã upload lên trên trang YouTube DSCon của công ty. Nhưng ở đây thì đối với cái lỗi này thì chúng ta sẽ không quan tâm đến trục Z ở đây, và chúng ta sẽ quan tâm đến một cái trục khác, đó chính là cái trục Y ở đây. Thì tương tự như trục Z thì trục Y nó sẽ có một cái mũi tên hai chiều ở đây. Và cái việc cái family chúng ta bị ngược thì nó do là cái trục Y ở đây nó đang chỉ sai hướng. Và để giải quyết được cái vấn đề là family chúng ta đang bị ngược chiều như vậy thì các bạn sẽ kích vào mũi tên hai chiều này, ta sẽ đưa cái trục OI này nó sẽ hướng lên trên. Và bây giờ nó sẽ loát thử vào trong dự án chúng ta để kiểm tra được là cái việc chúng ta đã sửa được cái lỗi đấy chưa. Thì như đây mình sẽ loát vào trong dự án của mình. Và để kiểm tra thì mình sẽ đặt các cái phụ kiện này một lần nữa. Thì như đây mình sẽ đặt trên đường của mình. Các bạn thấy là gì ạ? Cái phụ kiện của chúng ta nó không bị ngược như trước nữa rồi. Và từ đó giúp cho các bạn không mất quá nhiều thời gian để chỉnh sửa mô hình. Và mong rằng qua cái video ngắn này thì các bạn có thể học được cách để chúng ta chỉnh sửa khi chúng ta gặp phải các trường hợp lỗi như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.